Xin chào quý vị và các bạn đã đến với Xe Đời Sống. Tôi đang có mặt tại không gian trưng bày của Mitsubishi Motor Việt Nam tại triển lãm VMS 2024. Slogan năm nay của hãng Mitsubishi Motor Việt Nam đó chính là 30 năm vững tiến mỗi hành trình. Có thể nói rằng có mặt tại Việt Nam từ năm 1994 thì hãng xe Nhật Bản Mitsubishi là một trong những hãng xe tiên phong lâu đời có mặt tại thị trường Việt Nam. Và trải qua từng ấy năm, đến thời điểm hiện tại có thể nói rằng Mitsubishi là một trong những hãng xe đã bắt đầu họ thấu hiểu thị trường và thấu hiểu cái thị hiếu khách hàng Việt Nam ngày càng sâu sắc hơn. Vì vậy thì các bạn có thể thấy rằng là mỗi hành trình của Mitsubishi mỗi năm qua thì hãng họ đã cho ra mắt nhiều mẫu xe. Nó là một trong những cái mẫu xe rất phù hợp với thị trường Việt Nam, phù hợp cả về cái khẩu vị sử dụng xe của người Việt Nam cũng giống như là phù hợp với khí hậu của thị trường Việt Nam. Vậy thì năm nay tại không gian trưng bày của hãng ở VMS 2024 thì hãng Mitsubishi đã đem đến những mẫu xe nào? Thì chúng ta sẽ bắt đầu với mẫu xe có thể nói là một mẫu xe lịch sử, đó chính là Mitsubishi Xpander. Mẫu xe này hiện tại đang đứng top 1 doanh số tính hết tháng 9 năm 2024. Tiếp theo chúng ta sẽ có chiếc Mitsubishi X-Fort. X-Fort là một chiếc xe SUV hạng B. Tính đến tháng 9 năm 2024 thì mẫu xe này cũng nhanh chóng góp mặt trong top 3 mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Vì vậy có thể nói rằng hiện nay Mitsubishi với hai mẫu xe đó đã bắt đầu phát triển rực rỡ tại thị trường Việt Nam. Và chiếc xe trên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay đó chính là một chiếc xe bán tải thế hệ mới, chiếc Mitsubishi Triton thế hệ mới chỉ mới vừa ra mắt vào tháng 9 vừa rồi thôi các bạn. Và mẫu xe này thật sự là một mẫu xe cực kỳ hay và một mẫu xe được Mitsubishi họ kỳ vọng rất là nhiều. Chiếc xe này đã thay đổi hoàn toàn về cả thiết kế, về kết cấu, sức mạnh động cơ bên trong. Nhưng mà trước khi khám phá Triton thì chúng ta sẽ bắt đầu bởi những chiếc xe có thể nói là những mẫu xe trụ cột của hãng. Chúng ta sẽ bắt đầu bởi chiếc Xpander. Và đây các bạn, đây là chiếc Mitsubishi Xpander, một chiếc xe có thể nói là trụ cột của Mitsubishi Motor Việt Nam. Và không chỉ là một chiếc Xpander bình thường đâu, đây còn là phiên bản kỷ niệm 30 năm của Mitsubishi, một chiếc phiên bản rất là đặc biệt. Thì với chiếc Xpander phiên bản đặc biệt này chúng ta có gì? Chúng ta sẽ có những cái chi tiết về ngoại thất nó sẽ được làm mới đi. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái dòng chữ Xpander được đính vào bên trong nắp capo này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái bộ ốp lườn cửa ở phía bên hông. Đây là bộ ốp lườn cửa trên phiên bản đặc biệt 30 năm của chiếc Xpander. Đây, chúng ta sẽ có một cái ốp lườn cửa màu đen. Nó sẽ có một cái chút phá cách về ngoại thất trên chiếc xe này. Rồi tiếp theo cái khác biệt nữa đến từ cái phần đuôi phía sau của chiếc xe. Chúng ta sẽ có một cái phần cánh gió phía sau được gắn lên trên mui như thế này. Các bạn thấy là wow, cánh gió này thật sự với cái cánh gió này gắn trên mui á, mình thấy là cái phần đuôi xe của chiếc Xpander á, nó còn đẹp hơn, nó dày hơn rất là nhiều. Với cái cánh gió này nó sẽ mang lại đâu đó đôi chút một cái hiệu quả khí động học cho chiếc xe. Nhìn xuống bên dưới chúng ta sẽ có một cái huy hiệu 30 năm vững tiến mỗi hành trình, một cái huy hiệu có thể nói là rất đặc biệt trên Xpander. Đảm bảo với các bạn luôn, nếu mà các bạn có một chiếc xe Xpander và các bạn sở hữu một cái phiên bản đặc biệt á, các bạn thấy là mình có một cái gì đó rất là khác biệt so với những cái xe Xpander khác ngoài đường. Chúng ta có sẵn một cái huy hiệu này là đâu phải lúc nào cũng có đâu đúng không? Thì chúng ta sẽ có sẵn một cái huy hiệu này luôn. Chiếc xe tiếp theo mà mình sẽ muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là chiếc Mitsubishi X-Fort. Chiếc xe này có thể nói là một hiện tượng trong phân khúc xe SUV hạng B tại thị trường Việt Nam. Tính đến nay mới chỉ có 6 tháng thôi và nó đã là top 3 doanh số. Đảm bảo luôn các bạn là chiếc xe này kết thúc năm nay nó vẫn là chiếc xe dẫn đầu phân khúc SUV hạng B. Đến với triển lãm VMS 2024 thì Mitsubishi Motor Việt Nam họ đem đến một chiếc X-Fort cũng là phiên bản kỷ niệm 30 năm. Vậy thì X-Fort kỷ niệm 30 năm nó sẽ có những cái gì? Đầu tiên, như là chiếc Xpander, chúng ta sẽ có một cái dòng chữ X-Fort được đính ở phía bên trên nắp capo. Cái điểm nhấn tiếp theo rất là đẹp nữa đó chính là chúng ta vẫn có một cái ốp lườn cửa ở phía bên hông xe. Ốp lườn cửa hai màu, màu nhựa đen và ở dưới là một cái màu ghi xám rất là trendy luôn các bạn. Đây, cái phần ốp này nó sẽ khiến cho chiếc xe của chúng ta trông nó sẽ sang hơn rất là nhiều ha. Sang, thể thao. Rồi, ok, X-Fort quá tuyệt vời. Mình đã có một cái chuyến
test chiếc X-Force này đi một cái cung đường dài, đi Phan Thiết, đi trèo đèo lội suối, và mình thật sự ấn tượng bởi cái khả năng vận hành của chiếc X-Force. Rồi đây chính là cái thứ mà mình phải nói là mình rất là muốn khoe với các bạn. Đây chính là cái phần đuôi sau của chiếc X-Force. Ở bình thường á, chiếc xe này nó đã ấn tượng rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ có một cánh gió, mình gọi là cánh gió đuôi, được ốp như thế này. Và các bạn thấy à, khi mà ốp hai cái miếng này vào á, nó sẽ khiến cho cái phần đuôi của chiếc X-Force trông wow hơn rất là nhiều. Nó thể thao và nó thật sự là ấn tượng luôn. Rồi bên dưới thì chúng ta vẫn có logo 30 năm vững tiến mỗi hành trình. Thật sự là cái logo này nha các bạn, mình nhìn vào cái logo này ở ngoài á, nó sẽ rất là đẹp khi mà các bạn match với lại xe màu trắng các bạn. Và một lần nữa phải khen là với cái cánh gió đuôi này các bạn. Nếu mà các bạn đến với VMS thì các bạn có nhu cầu hay là các bạn đã có mong muốn mua X-Force thì hãy nhanh chóng chốt deal những chiếc X-Force phiên bản 30 năm này đi. Đảm bảo sẽ không hối hận đâu các bạn. Chiếc xe tiếp theo mà mình muốn blessing đó các bạn trong cái không gian trưng bày của Mitsubishi triển lãm VMS đó chính là chiếc Triton All-New 2024. Đây là một chiếc xe chỉ mới vừa ra mắt vào tháng 9 2024 thôi. Mới vừa ra mắt vào tháng trước thôi các bạn. Và các bạn nhìn sau lưng mình đi, các bạn sẽ thấy là cái độ hot của Triton nó như thế nào. Rất là nhiều người đến triển lãm muốn xem thử chiếc Triton này. Vậy thì chiếc Triton này nó có những cái gì? Thì chúng ta sẽ có một cái phần đầu được làm mới hoàn toàn các bạn. Dòng chữ Mitsubishi được đính ở phía trên này. Đây là có thể gọi là đây là một cái phong cách mới của Mitsubishi tại Việt Nam đây. Chữ được mạ chrome và được dập ở phía bên trên nắp capo. Hệ thống đèn mới của Triton cũng đã xuất hiện ở đây. Chi tiết này được sơn đen rất là đẹp. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có một chiếc xe Triton được gắn đầy đủ những cái phụ kiện chính hãng của Mitsubishi Motor Việt Nam. Và có một cái điểm mà mình muốn khoe đến các bạn đây các bạn. Triton của chúng ta được trang bị một cái bộ lốp rất là xịn sò, đó chính là bộ lốp Yokohama Zeolander. Đây là một cái bộ lốp được trang bị trên chiếc Toyota Land Cruiser LC300 các bạn. Đây một cái dòng lốp rất là xịn của Yokohama luôn. Chúng ta sẽ có cái chi tiết được đính ở phía trong này. Rồi về che nắng che mưa nè, ở trên phía trên này thì cái ray nóc được sơn đen và cái nắp bình xăng cũng được ốp nhựa và có logo Triton với vân carbon. Thật sự luôn, sao mà mình thích cái ốp này quá các bạn. Thật sự luôn, rất là thích cái ốp này của Triton luôn á. Nhìn nó vừa hay mà nhìn nó chiếc xe nó có điểm nhấn từ bên hông nha, rất là đẹp. Rồi cái chi tiết tiếp theo nữa đó chính là cái phần thanh thể thao của chiếc Mitsubishi này. Thì ở phía trên này chúng ta sẽ có một cái thanh thể thao rất là chắc chắn được làm bằng kim loại các bạn. Dòng chữ Mitsubishi. Các bạn thấy là bây giờ dòng xe Mitsubishi á, họ phối những cái màu á, rất là trendy luôn. Màu đen và màu xám. Cái này mình gọi là màu xám nòng súng đây. Đây là phiên bản Triton Athlete. Thì chúng ta sẽ có một cái phần nội thất ở phía bên trong làm màu cam. Ấn tượng, rất là ấn tượng với cái màu ngoại thất của chiếc xe. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng xem thử là ngoài những cái mẫu xe chủ lực như vậy thì tại không gian trưng bày của hãng á, thì năm nay Mitsubishi họ đem tới những mẫu xe nào. Let's go. Và chiếc xe cuối cùng nằm trong bộ sưu tập kỷ niệm 30 năm của Mitsubishi Motor Việt Nam đó chính là chiếc Atray. Thì với chiếc xe này phiên bản 30 năm chúng ta sẽ có những cái chi tiết cản dưới giả vân carbon, lưới tản nhiệt được sơn hai nan đỏ. Tiếp theo chúng ta vẫn có những cái chi tiết nó make up về phần ngoại thất của chiếc xe. Ví dụ như chúng ta sẽ có một cái ốp lườn cửa ở phía bên hông này. Với những cái mẫu xe sedan hạng B á các bạn, có cái chi tiết ốp lườn cửa này nó sẽ giúp cho chiếc xe nhìn nó dày dặn hơn rất là nhiều ha. Nhìn cái xe nó không bị mỏng manh như là cái vẻ ngoài mỏng manh của những cái xe sedan hạng B. Và ở phần đuôi phía sau thì phiên bản 30 năm này chúng ta sẽ có một cái cánh gió đuôi ở phía sau, tích hợp đèn báo phanh và logo 30 năm vững tiến mỗi hành trình. Như vậy thì tại triển lãm năm nay Mitsubishi họ đem đến 3 mẫu xe kỷ niệm 30 năm, đó chính là Xpander, X-Force và Atray. Ngoài ra là những mẫu xe thuộc dạng như là chủ lực, trụ cột của hãng, đó chính là chiếc Mitsubishi X-Force phiên bản Ultimate với cái màu sắc ngoại thất được phối hai tông màu rất là đẹp đây các bạn. Màu vàng phía trên là nóc màu đen, và đây cũng chính là cái điểm mà để phân biệt phiên bản X-Force Ultimate với lại X-Force phiên bản thường. Đấy, đây là X-Force Ultimate thì nó sẽ có những cái chi tiết, những cái option cao hơn như là hệ thống ADAS, hệ thống loa của Yamaha. Đó là phiên bản X-Force Ultimate. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có chiếc Xpander Cross, một cái màu xám rất là đẹp luôn. Xpander Cross cũng là một mẫu xe rất bán chạy của Mitsubishi nha các bạn. Chiếc xe này thì nó sẽ có gầm cao hơn, nó sẽ được đi vào những cái cung đường nó hơi xấu một xíu thì chiếc xe này rất là phù hợp.
Và chiếc xe cuối cùng trong cái clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó chính là chiếc Triton All Black. Và đây chính là chiếc xe gu của mình đây các bạn. Đây là gu của mình đây các bạn. Một chiếc bán tải All Black luôn các bạn. Wow. Triton màu cam ở phía trên kia nó cũng đẹp, nhưng mà sao đối với mình đó, mình thích một cái chiếc xe nó màu đen toàn tập này các bạn. Như vậy thì đến với không gian trưng bày của Mitsubishi Motor Việt Nam tại triển lãm VMS 2024 thì các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những mẫu xe chủ lực trụ cột của hãng, và không chỉ là những mẫu xe phiên bản thường đâu, mà Xpander, Xforce hay là Atray đều là phiên bản kỷ niệm 30 năm. Và tại triển lãm này các bạn hoàn toàn có thể đặt cọc hoặc là chốt deal những mẫu xe này tại triển lãm luôn. Hiện tại thì Mitsubishi Motor Việt Nam đang dần phát triển từng ngày tại thị trường Việt Nam. Hiện tại hãng đã có khoảng 63 đại lý trên toàn quốc, và kết thúc năm 2024 thì dự kiến sẽ mở thêm 4 đại lý nữa. Như vậy thì có thể nói rằng một cái hãng xe có tuổi đời đã 30 năm tại thị trường Việt Nam rồi thì họ đã bắt đầu dần dần họ thấu hiểu được thị hiếu, cái nhu cầu của khách hàng Việt Nam rồi. Và mình dám chắc rằng luôn, trong thời gian sắp tới Mitsubishi Việt Nam sẽ đem về nhiều mẫu xe khác nó phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người Việt Nam. Bởi vì người Việt Nam vốn dĩ là đã yêu thích xe Nhật rồi các bạn, và Mitsubishi là một trong những hãng nổi tiếng về cái độ bền bỉ của những mẫu xe của họ. Ok, mời các bạn đến với không gian trưng bày của Mitsubishi Motor Việt Nam tại triển lãm VMS 2024 nha. Đến đây để xem xe, xem mẫu và xem những cái thứ mà các bạn thích nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip lần này, và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo tại VMS 2024.